tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, góp phần cùng thành phố Cần Thơ sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Từ ngày 16 tháng 8 cho đến nay, Công an quận Thốt Nốt đã tuần tra kiểm soát hơn 25 cuộc với trên 160 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó lập biên bản 51 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết, không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đề nghị xử phạt với tổng số tiền trên 102 triệu đồng, đồng thời nhắc nhở nhiều trường hợp. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào quận Thốt Nốt, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục ghi nhận thông tin khai báo y tế, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện lưu thông nhằm phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, người có yếu tố dịch tễ và người có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19 để quản lý, truy vết, cách ly, điều trị kịp thời, tránh lây lan.